gió má. Trời đất ơi, từ từ anh em, từ từ. Gió, mình phải dừng cái xe mình theo chiều gió. Má ơi, gió đúng lớn luôn á. Trời ơi, ngã xe không ta? Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đi ra Vĩnh Hy chơi luôn. Bình thường mình đi vòng vòng ngoài kia không à, mình ít có vô đây. Dường như đây là lần đầu tiên mình vô Vĩnh Hy luôn. Mình cũng không có biết chỗ nào chơi ở trong này nữa. Thì mình nghe anh em nói ở trong này á, là đường xá rất là đẹp. Mấy anh em phượt thủ là rất là thích đi Đà Lạt, xong rồi tạt qua Vĩnh Hy ăn uống, ngắm cảnh, chạy xe rồi về. Thì đây là lần đầu tiên mình đi, mình quay cho anh em xem coi có gì thú vị không ha. Có cái gì thú vị không mà sao ai cũng thích đi hết. Bây giờ mình đang chạy, không biết là có đi đúng đường hay không nữa. Thì mình xem trên bản đồ á, mình vô con đường này mình chạy á, thì mình sẽ lên một cái đèo núi. Cái đèo giống như là nằm ở trên núi vậy đó. Thì để xem coi cái đèo này nó có đẹp không ha. Có gì mình ngừng xe lại mình quay cho anh em xem. Lần đầu tiên anh em mình vô luôn, chưa có đi lần nào luôn. Đúng đường không? Đúng đường không? Đúng không? Đúng không? Để anh em mình check bản đồ cái. Chưa đi lần nào hết, giờ vô không biết chạy. Mai mốt chắc là mình sẽ đầu tư, mình gắn một cái pad điện thoại và đầu tư một cái điện thoại để mà xem đường khi mà đi phượt. Một điều rất là cần thiết cho anh em nào không biết đường mà thích đi phượt ha, thì mình nên đầu tư một cái điện thoại để ở đây. Cái điện thoại mình xài cũng được, nhưng mà mấy anh em nào mà xài iPhone á, thì mình để ở đây mình chạy xe nó dễ hư chống rung. Thì anh em nên đầu tư cho mình một cái bát điện thoại. Giá để điện thoại mình để chỗ này ha. Thì mình bật cái bản đồ lên, rồi bật cái chấm xanh rồi mình chạy thôi, thì nó tiện hơn. Còn không có đầu tư cái này thì cứ ngừng xe lại, bấm ngừng xe lại, bấm, nó rất là bất tiện. Hôm nay thì cũng vậy thôi, ba anh em đi trên ba chiếc xe, một chiếc rim, rim này bài thuốc lá nha anh em, rim này là làm bài thuốc lá lậu, chạy rất là ghê. Nhưng mà hồi tối hôm qua đi á là bị sự cố, cho nên là cũng không có chạy rác máy được. Thì xe của ông Toàn là 68+4, sau chuyến này về chắc nó làm máy 72 luôn anh em, xe nó máy cũng xuống lắm rồi. Còn xe mình thì bô xăng lửa thôi. Chiếc này là mình không có làm gì hết. Thì một chiếc xe riêng mình đi tour nó rất là khỏe anh em. Mình không cần lo nghĩ tới một cái gì trên chiếc xe luôn. Mình cứ chạy và chạy và chạy. Đi đâu nó cũng đi hết, nó không có làm khó mình ha. Còn xe độ là nó sẽ làm khó mình. Cái cầu này cầu gì đẹp quá ta. Wow, cầu đẹp quá anh em ơi. Đó, đây là con đường Vĩnh Hy, đường đi Vĩnh Hy. Thì rất là nhiều anh em thích. Anh em đi từ hướng Đà Lạt rẽ về đây chơi, xong mà anh em chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Đó, đường dày mà anh em không phái sao được ha. Quá đã luôn. Thì hôm nay mình đi thử ha. Ok anh em ha. Thì anh em mình chạy xe mắc cười lắm. Cứ đường có tay cái vậy, thằng kia đường có tay cái, có nghĩa là mọi chuyện đang ổn và tiếp tục chạy. Còn mình đưa nó tới cái vậy, thằng kia vậy nè, đó là có sự cố. Thì do anh em mình đó là đội mấy cái nón full face nè, nón 3/4 nè, thì trên đường đi khi mà lưu thông trên đường á, anh em mình không thể giao tiếp với nhau được, trừ khi anh em mình nói chuyện qua bộ đàm. Thì chút xíu nữa mình sẽ chạy trên một cái đèo núi đá anh em. Ở dưới đây là biển, trên đây là núi, ở giữa là một con đường đèo đẹp lắm, giống như kiểu trong mấy cái game bên Mỹ á, đẹp lắm.
mình đã từng xem và mình thấy anh em đi rồi, nhưng mà bản thân mình thì mình chưa đi, chưa có dịp đi, hôm nay mới đi nè. Xe mình kỳ này đi là ok anh em, không có bị hộp. Xe mình mang tiếng là bô xăng lửa, nhưng hồi đó giờ chạy không có ngon. Mình cũng canh tới canh lui, canh tới canh lui mà nó không có được ok. Cho tới khi mình thay cây bô này vô, cây bô này tuy nó nổ không có lớn nhưng mà nó lại chạy được, kỳ vậy đó. Mình có chỉnh xăng cộ sơ sơ lại chứ cũng chưa có đi chạy dyno nữa, nhưng mà nó chạy là ok. Tốc độ mà anh em mình đi cho một tour là cứ đều 7-80, đều 7-80, đoạn nào vắng ra quốc lộ này kia thì anh em mình chạy lên 100 và mình giữ cái nhịp đó mình đi thì mình sẽ cảm thấy nó rất là khỏe, nó không có bị mệt. Mình không có tốn thời gian hay là tốn công sức để mà mình dí theo chiếc xe phía trước á. Mình cứ đều ra mình chạy bon bon vậy nè, rất là khỏe luôn. Thì hồi tối này anh em mình đi cũng rất là lẹ, mình đi cái tốc độ 7-80 100, từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Đường xá lúc này Tết, mùng 5 Tết, hôm bữa mình đi là mùng 4, thì đường xá rất là đông người đi, nhưng mà anh em mình chạy dường như là bon bon chạy luôn, chạy không biết mệt là gì luôn. Ở trong đoạn này thì gió hơi nhiều nha. Cái vùng bên đây là vùng thấp, còn ở bên Đà Lạt đó là vùng cao. Nhưng mà cái vùng này là vùng biển, nắng và gió nè, rất là nhiều gió luôn. Từ từ, ở đây có bò. Ở đây có bò nha anh em. Bò. Mình đang mặc cái áo màu đỏ nè. Cái áo mình là có bộ phận màu đỏ. Mình chạy lại quạng mấy con bò nãy cụng mình mệt nữa, chậm chậm thôi. Gió quá trời luôn anh em, khúc này quá trời gió luôn. Wow, đoạn đó thẳng đẹp quá, làm cái anh em. Lâu lâu mình cũng phải làm cái. Cái đoạn này nó thẳng, nhưng đây là cái lần đầu tiên mình vô đây, cho nên mình không biết tình hình phố xá giao thông ở trong đây như thế nào. Mình kéo cái lỡ có cái giao lộ này kia á, người ta băng ra cái mệt. Trời đất ơi, Từ từ anh em, từ từ đi tiếp. Trời đất ơi, trời đất ơi, đúng thích luôn. Mình thích nhất là kiểu như là vậy nè, có mấy cây dừa, có mấy con bò nữa, nhìn nhớ quê thật sự luôn ấy. Wow, má má, cái cảnh này đúng đẹp luôn á. Ồ, mấy cây dừa, trời đất ơi, quá đã luôn anh em ơi, đẹp quá. Nói chung mình rất là thích cái khung cảnh này. Lúc xưa mình đi học á, cái thời mình còn là học sinh á, cái thời mà năm lớp 2, lớp 3, lớp 4 anh em, ở trong lớp mình vẽ rất là giỏi. Khi mà cô cho đề mà vẽ tự do hoặc là tả quê đó, mình phái lắm. Mình hay vẽ có ngôi nhà chòi nè, có cây dừa, có mấy con bò, y chang vậy luôn. Đẹp quá. Gió mạnh lắm, gió muốn bay mình luôn á. Giờ đó coi gió. Toàn ơi, chụp anh tắm rồi. Hôm nay mình đổi cái nón bảo hiểm khác rồi, cho nên là cái âm thanh nó rất là rõ, nó không có bị gió.
đẹp quá. Ở trên đây anh em sẽ thấy một cái màu vàng, lên clip nó sẽ có một cái màu vàng giống như kiểu ở Viễn Tây vậy đó, vùng Viễn Tây vậy đó. Ở đây có ghế đá luôn nè. Thì khi mà mình đi quốc lộ á, mình phải chạy cái vòng. Trời đất ơi, ôi gió má, trời đất ơi, từ từ anh em, từ từ. Gió, mình phải dừng cái xe mình theo chiều gió. Má ơi, gió đúng lớn luôn á, trời ơi. Ngã xe không ta? Rồi, ok. Ôi, kè, để mình đứng đây quay cho anh em xem. Để mình đứng ở đây mình quay cho anh em xem cái con đường đèo này nó dài lắm, nó cũng dài lắm. Đây, cái đoạn đường này phải nói là nó rất là đẹp anh em. Một bên là núi, mà là núi đá, còn dưới đây là biển. Thì ở dưới đây là có những cái đoạn đường để mà mình có thể đi xuống mình chơi luôn, thấy không? Đó, anh em thấy không? Quá đẹp luôn. Nó có chán một lớp sương, giống như kiểu là đang chán một lớp sương mù á. Mình nhìn nó cứ mờ mờ ảo ảo mà nó vàng vàng đẹp lắm. Thôi đi vô nè. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều thì anh em mình vẫn còn ở đây. Dự kiến chắc là anh em mình về hơi tối chút xíu. Kể đi, quá đẹp luôn. Chỗ này là thiên đường luôn á. Nè, có núi nè, có biển nè, có đèo nè, có đường đẹp nè, có gió luôn. Quá tuyệt vời luôn á trời. Quá tuyệt vời luôn. Chỗ này mình có thể đi xuống luôn nè, thấy không? Chỗ này mình có thể đi xuống đây chơi luôn, nhưng mà nó hơi mỏi chân xíu, xa lắm á, thấy vậy chứ xa lắm á. Đấy, cái chân gió hỏi mày văng xuống dưới á. Cái đường này á thì đa phần là người ta đi chơi về á, người ta tạt ngang qua, người ta chụp hình quay phim ngắm cảnh này kia ha. Tại vì ở trong đây nó cũng không có bán gì uống, không có bán gì ăn luôn. Cái đoạn đường này chỉ có thiên nhiên thôi. Mình nhìn thiên nhiên, biển cả, đồi núi này nó đẹp thôi. Chứ ở trong đây mà bể bánh xe hoặc là hết xăng này kia thì chỉ có nước, ngồi đó mà khóc ròng thôi. Đường ở trong này thì có đoạn đẹp, có đoạn xấu nha anh em. Con dê nhảy qua đường rồi. Ôi, đường ở trong này khúc này xấu quá. Đó, trám lên trám xuống quá trời. Ổ gà ổ voi có đủ hết. Đường này thì không thể nào mình bo cua cả gói được rồi. Đường mà xấu kiểu này bo cua cả gói là sạc luôn á, xè luôn á. Đó, kiểu này sao bo cua. Đường cát kiểu này là chết liền. Có anh em nào dám đi đoạn đường này vào ban đêm không? Và cho mình biết đường này vào ban đêm nó có đèn không? Để có dịp nào đó mình trải nghiệm thử coi. Yeah. Wow. Đường này nếu mà sửa chữa ngon lành hết á, mình nghĩ nó sẽ rất là đẹp.
Bây giờ thì có nhiều đoạn nó xuống cấp rồi. Với lại gió ở đây rất là nhiều. Nếu mà anh em nào mà có chụp hình cưới này kia, chụp hình cưới hoặc là quay clip xe này kia, thì mình lên chỗ này mình quay rất là đẹp. Nhưng mà chạy tốc độ cao này kia, bo cua này kia thì nó không có bằng những cái con đèo ở trên Đà Lạt, ở trên vùng cao. Tại vì ở đây vùng biển gió rất là nhiều. Dê ở đây ai nuôi nhiều quá ta. Đó 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 đó. Bây giờ là ra hết đèo rồi. Ok, quá đã luôn anh em ơi. Nói chung là anh em nào chưa đi thì có thể thử một lần đi ra đây, rất là đẹp. Nếu mà mình muốn chụp hình là bao la luôn, rất là nhiều view luôn, view biển là bao la luôn, núi non có đủ hết luôn. Còn ở đây là ruộng muối. Ở đây là ruộng muối, phải không ta? Đúng rồi. Ở trong đèo đó thì nó có rất là nhiều dê nè, bò nè. Có nhiều đoạn là dê, bò đồ quá trời luôn. Cho nên anh em mình đi á, vô mấy cái đoạn mà có mấy con dê á, thì chạy từ từ thôi nha. Con dê là nó hay băng qua đường lắm. Ok, ra quốc lộ 1A rồi. Bây giờ còn khoảng 320 cây nữa là mình sẽ về Sài Gòn. Ok, đổ xăng phải không? Rồi. Cái bánh anh đi quên mọi người, anh đi quên giống như anh bo cua vậy. Cái đoạn trong đây nè, gió kinh khủng luôn. Gió chạy không được luôn. Ok, 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 ok. Ok. Em. Em. Bỏ luôn. Ok, bây giờ chắc là mình đổ về Sài Gòn anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.